Ở đây có quán bánh mì heo quay dai giòn nướng lu mà giá chỉ có 15 cành, ăn bao phê luôn. Nhìn vào những cái miếng heo quay dai giòn trong cái lu này thì chắc chắn phải nói rằng không phải giòn mà là rất giòn. Để mà có những cái mẹ heo quay dai giòn này là hai vợ chồng cô phải dậy từ 3 giờ sáng đó các bạn. Ngày trước là hai vợ chồng cô chú bán heo quay này trong chợ siêu thị Bài Thơ, nhưng mà sau này ra đường Hải Phòng lại có bán thêm bánh mì heo quay nữa, mà công nhận heo quay ở đây rất là ngon luôn, rất là giòn luôn. Các bạn nhìn nè, một ổ bánh mì rất nhiều heo quay như vậy mà giá chỉ có 15 cành, khi mà mua trả tiền là mình hỏi ô luôn, mình nói rằng cô ơi dưới xóm con đã bán 22.000 một ổ rồi. Wow, các bạn nghe tiếng nè, nghe tiếng thử xem nó có giòn không nha. Sau khi mà ăn xong để cho thơm miệng, mình thường sử dụng một viên mứt gừng sấy dạo và một viên mứt gừng sấy mật ong. Ngoài ra mình có thể sử dụng nước cốt gừng mật ong uống cho ấm bụng vào mùa đông. Mà các bạn lưu ý nha, ổ bánh mì ở đây có một trái ớt xanh đó, do đó ai không ăn cay được thì nhớ bỏ ra nha.